Dạ, em xin chào tất cả các thủ đã quay lại với video mới của em. Thì đầu tuần em chúc các anh luôn luôn rực rỡ ha. Đầu tuần em có những mẫu cần tốt cho mình. Hôm nay em sẽ có là cần đặc nè, cần carbon và cần fib. Đấy, và máy câu bè, máy câu fly, thêm thẹo câu và cước câu ha. Rồi, thì giá bên em ship thì vẫn vậy. Khi nhận hàng các anh được kiểm tra rồi thanh toán ha. Rồi, cước thì hôm nay sẽ có là cước Daiwa, cước số 3. Và anh nào đặt hàng hoặc cần tư vấn mẫu sản phẩm khác, vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghim trên màn hình ha. Số điện thoại của em là 0356776692. Rồi, các anh có thể bình luận ngay bên dưới video của em ha. Rồi, đầu tiên em gửi đến các anh cước Made in Japan. Cước này là cước còn nguyên vẹn, chưa qua sử dụng và xuất xứ là Nhật Bản các anh ha. Đây, xuất xứ Nhật Bản. Công ty phân phối về là của Daiwa Việt Nam ha. Đây, xuất xứ Nhật Bản. Và cước số 3, chiều dài của nó là 500m một cuộn ha, một cuộn 500m, đường kính là 0.285mm ạ. Cước số 3 này thì nó sẽ có lực tải là 12 lb đó các anh ha, 12 lb. Và nếu mà các anh tải thực thì nó khác ha, tải thực thì tùy vào kỹ thuật kỹ năng của mình, người câu thôi các anh đó. Thì em sẽ có vẫn còn là cước số 2.5 và cước số 4 các anh ha, em sẽ bán đồng giá là 129k một cuộn đấy, 129k ha. Ở đây cước số 3, các anh cho em cước mã số 1 nha. Các anh cứ báo em cước số 3, cước 2.5 hoặc cước 4 là được nha, 129k. Rồi, tiếp theo sẽ là mã số 2 là mã lưỡi buộc sẵn ha. Ở đây là hàng Việt Nam xuất thị trường Nhật đó các anh. Hàng Made in Việt Nam xuất Nhật, đây nó có yên Nhật là 100 yên một vị ha. Ở đây em sẽ bán là một mã là 15 vị. 15 tép này ha, 15 tép này và nó sẽ có là 5 cái thẹo buộc sẵn luôn các anh. Đấy, thẹo lưỡi đơn buộc sẵn nha. Nó sẽ có ngạnh. Thích hợp cho các anh em mình câu chép ha. Câu chép rô phi hoặc là mình câu làm chùm nho mình câu cũng được các anh. Đấy, ở đây thì nó buộc sẵn rồi. Chiều dài của cái cước này sẽ là 1m6 lận các anh ha, 1m6. Thì hình như là nó ghi lưỡi là lưỡi số 6 này, còn cước là cước số 1 nha. Đó. 5 cái ha, buộc sẵn 5 cái. Rồi 15 vị, 15 tép này nha, 15 tép này thì em bán với giá là 99k ạ. À. Mã số 2, 99k. Rồi sang mã số 3 em gửi đến các anh một con máy câu bè, con này to các anh. Con này cũng khá là to, của hãng Olympic luôn và hàng nội địa Nhật Bản ha. Con này nó có oxy hóa tí nhẹ. Rồi, con này em để giá là giá lấy tương tác thôi. 69k các anh nha, hàng nội địa Nhật Bản đây, Made in Japan. 69k cho cái mã này. Máy tay phải có xạ có quay đầy đủ hết ha, máy thì còn hoạt động tốt luôn đó các. Còn các anh muốn tháo cái cối này ra là ở đây nè, các anh quặn xiết cái này nè ha, nó mình tháo ra để mình lau chùi vệ sinh được ha, mình thêm dầu được. Rồi mã số là số 3, giá bán là 69k, số 3 69 ha, con này hạng Olympic. Rồi sang mã số 4, vừa đến các anh một con Shimano Demi, con này ở đây nó thiếu cái ốc. Để em tìm cái ốc khác em gắn vào ha, chưa có thời gian. Đó. Gắn vào là được. Shimano Demi 20 các anh. Máy loại to nha, nó to hơn những cái con các anh mua trên Shopee. Mấy con máy nhựa nha, to hơn. Rồi Shimano. Đấy. Có thể gắn để chở máy nè, có thể câu bè, câu tôm nha. Mã số 4 giá bán là 119k. Số 4 con này 119k. Sang số 5 em gửi đến các anh một con Daiwa luôn ha, Daiwa Nhật luôn. Con này nếu mà tay phải thì em sẽ để đồng giá với con màu đỏ. Còn con này là tay trái các anh. Tay trái em để giá là 190k ha. Đây là dòng máy hiếm, tay trái nha. Tay trái các anh, đây tay trái nha. Đấy, sẽ có nút xạ thì các anh gạt ở đây thôi. Đấy, xạ thì mình gạt ở đây ha. Đấy. Một chiều chút chặn là nó nằm bên tay trái nè. Con này máy tay trái nha. Nó máy còn rất là đẹp, chưa tháo, chưa vệ sinh đâu. Các anh về, các anh vệ sinh nha. Bên trong á, bên ngoài rất là đẹp. Máy mã số 5, 190. Rồi sang số 6 ạ. Số 6 là một con máy dạng rùa các anh. Dạng rùa ha. Mình có thể đánh bè, câu Ikeda. Đấy. Con này là một con Daiwa Super Chino Checker GS, hàng nội địa Nhật Bản. Có gá cước tại đây. Con này sẵn dây dù BE luôn các anh. 7 màu. Máy tay phải ha. Quay rất là nhẹ nhàng.
lăng chi cước đầy đủ. Đó, nút xạ đầy đủ ha, có núm hạm nè, núm spool nè, control nè ha. Đấy, máy đẹp. Máy carbon, tay quay kim loại. Daiwa nội địa Nhật Bản, mã số 6, giá bán là 190. Con này số 6 190.000. Sang số 7, một con Fly gan. Con Fly này nha, em để giá tốt lại cho mình. Con này là một con Fly Greno Fadio. Cứng thăng 5 thăng 6 nha. Con này thì tất cả là còn ngon lành hết các anh. Con này thì nó bị cái tiếng kêu là ở đây nè các anh, nó cạ vô các anh. Để em tí. Em chỉ cho các anh nha. Đấy các anh nghe cái tiếng không? Em để nghiêng như vậy nó sẽ kêu cái tiếng cạ, còn em để như vậy thì nó sẽ không nghe. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại ở đây em không xử lý được. Đây, nó cạ này nè các anh. Cái chân của nó là còn nguyên zin hết. Đó, nó chà vô cái này nè, nó cạ. Các anh về các anh điều chỉnh như nào cũng được. Đây, em mời các anh xem ha. Đó, cái chân nó gì nè. Đó. Em để như vậy thì nó lỏng ra, nó không cạ. Em để như vậy nó đẩy, nó áp vào, nó cạ một tí xíu ha. Lâu lâu nó cạ cái. Các anh có thể về mình bẻ ha. Hình như là cái bẻ cái chân này xuống này, nhưng mà em không điều khiển đâu. Các anh về mình tự làm nha. Em để giá tốt cho mình là 319.000. Đó. Mã số 7 giá 319k nha. Con Fly. Máy toàn thân là kim loại hết các anh. Này còn rất là ngon lành ạ. Rồi sang mã số 8. Em gửi đến các anh 3 mẫu càng đặc các anh. Đây em hôm nay em sẽ có là 3 cây cũ nè, còn 2 cây này 2 cây đẹp nè. Đấy. Càng đặc nha. Càng đặc các anh có thể về mình câu tôm nè, lu mực nè, câu bè nè, câu sông suối ha. Càng đặc các anh. Cái này gỗ ha, cái này gỗ, cái này tay cầm gỗ nè. Cái này cũng vậy, còn cái này bên trong thì nhựa ABS. Ha, ba cây đều là bát vặn. Thì ngoại hình của nó thì hơi cũ tí xíu ha. Nói chung là càng đã qua sử dụng nhưng mà chất lượng là ok nha. Càng đặc rất là khó gãy và một phần là có đóng kim loại bên trên luôn ha. Đấy, lấy đây là những mẫu càng câu đặc ha. Càng đặc đến từ Nhật nha. Ở đây thì em bán 3 cây là 300.000. Lát nữa em lên 2 cây kia thì các anh sẽ so sánh giá giúp em nha. Đó, 3 cây này 300.000, còn nguyên vẹn không lỗi lầm nha. Khoen đầy đủ. 3 cây cho các anh về mình câu nha. Đây là chiều dài 1m65. Mã số là số 8, giá bán là 300 cây. Đây sang mã số 9 nè. Đó, nó có đi kèm túi các anh. Các anh xem cái giá trị của nó nè. 5.000 cái này không phải rồi, cái này là cái túi túi khác rồi. Nhưng mà cần này cái mẫu những mẫu này thì nó đẹp thì em để giá sẽ cao hơn mấy cái kia em bán xạ rồi nha. Đây. Dài cái này dài 1m8 đó các anh. Cái này dài 1m8 nha. Đấy, cần đặt á. Hàng Nhật á nha. Cần đặt. Những cái này thì ngọn của nó trên 2 ly hết ha. Ba cây mã số 8 cũng là trên 2 ly, cây này cũng là trên 2 ly. Thì cái này nó có giá là 190k. Mã số 9 190.000 nha. Đây sang mã số 10 nè. Đây cây này còn cái túi nguyên vẹn của nó luôn các anh nha. Đó 1m6 ạ. 1m6 có tổng 2 khúc và giá y Nhật là 3.000 mấy đó ha. 3.000 mấy, cái này cái túi có quai sách luôn các anh. Hay ha. Đây cái túi bên ngoài thì các anh đựng cái máy câu nhỏ là được nha. Cũng bán cái này cũng bán 190 cho mình luôn ạ. Đây cái này bán 190 luôn nha. Đây những mẫu hàng đẹp. Tay cầm của cái này là gỗ nha. Đấy ở đây nó có dán cái gì nè. Cái chữ. Chữ tiếng Anh thôi các anh ha. Có cái dòng thước này để đo nè. Đấy. Cái này em bán 190 luôn nha. Mã số là 10 ạ. Số 10 màu vàng này giá 190. Cái màu đỏ là mã số 9. Cái màu đỏ 1m8 nha. Rồi tiếp theo xin sang cần câu ngâm lăng xê. Có thể đánh 3 tiêu nè ha. Đây cần 3 khúc ha. Tay cầm rất là dễ cầm luôn ha. Nhỏ nhắn. Rồi cái này là một cây clean rod. Dài 3m3. Đây là hàng Nhật luôn. Và cái này còn đẹp ha. Còn đẹp em để giá hơn xíu cho hơn những cái kia nha. Nói chung là tiền là của nấy. Cái này đẹp. Có dàn khoen Fuji luôn. Đấy, 3 khúc ạ. 3 khúc nha. Này độ cứng khoảng
Nếu mà so với cần đáp khúc nó được cứng tầm 50 nha, 50 60 các anh. Đó. Ba khúc. Dài 3,3 m, cứng 50 60. Có ngọn to đó, ngọn là 3.2 ly. Trọng lượng là 438 g. Cái này mã 11, giá bán là 330 nha. 11 330.000. Có thể về mình câu ngâm lăng xê đánh ba tiêu ha. Rồi cái tiếp theo. Cái tiếp theo dài hơn một phần là dài 3,6 m, hạng Daiwa. Daiwa Striker nha. Cái này cứng khoảng 60. Đấy. Phôi phíp can. Những cái can rẻ thì phôi phíp nha. Có bát Fuji FS7. Những cái này thì các anh câu được độ bền cao, nó dai các anh. Nó bền hơn carbon nha. Bền hơn những cái carbon giá tầm thấp. Đấy. Không có bị giật điện nữa ha các anh ha, không có sợ bị giật. Đẹp. Cây Daiwa này độ mới còn cao luôn ạ. Và giá cũng vậy nha, 330. Đường kính ngọn là 3.8 ly, trọng lượng 514 g. Mã số là 12, giá bán là 330. 12 330.000. Rồi sang 13. Căn dài 3,3 m, hạng Daiwa luôn. Ở trên đây có xước một ít nhẹ. Daiwa luôn ha, bát vặn. Khoen Fuji ba chân. Nó bám muối tí các. Các về các vệ sinh lại ha. Nói chung không bị lỗi. Đấy. 3,3 m, cứng độ khoảng 50 60 luôn. Có đường kính ngọn là 3.4, trọng lượng 541 g. Cái này mã 13, ngoại hình nó cũ so với hai cây kia thì giá là 260 ha. 13 260.000. Rồi sang 14, gửi đến các anh một cây cần câu lu máy ngang ha. Cái này là phôi phíp. Phôi phíp pha carbon gì đó các anh. Em thấy cái phần này nè, cái phần gốc của nó là xoắn ít rồi các anh. Xoắn ít vậy cá rất là độc lạ luôn, nó giống carbon xoắn ít luôn các anh ha. Đây. Thuộc loại hai da luôn á. Cái này thích hợp cho cái dùng máy ngang ha. Chiều dài cần là 1m65, có dàn khoen là khoen lóc. Này, khoen lóc ha. Này. Khoen lóc nha. Cái này đường kính ngọn 1.9, trọng lượng 90 g, giá bán là 180. Cho các anh về mình câu lu nha, lu cá lóc. Độ cứng của nó thì rơi khoảng chừng là ML. Ngọn 1.9. Mã số 14, giá bán là 180. 14 180k. Sang 15. 15 em có một cái cần câu carbon màu trắng rất là đẹp đây. Ha. Cái cần này đến từ hãng Kingston. Chiều dài là 2,4 m, độ cứng là MH can. Phôi carbon ha, cái này nó rất là dai các. Nó có độ đàn hồi nữa, nó ném được mồi giả được, đi xa được ha. Còn mồi thật thì các anh chơi thoải mái. Cái cần này phôi carbon, có lực tải mồi là 10 g đến 30 g mồi. Lực tải của cái cần này là 10 đến 20 lb ha. Có khoen bát hạng. Bát là bát vặn, rất là chắc chắn nha. Đây có cái khoen để buộc nè, có mắc lưỡi nữa nè. Có thể kéo ra nha. Nó có cái phần lò xo. Đấy. Có thể kéo ra ha các anh ha. Rồi. Cái cần này các anh về câu đơn, câu ngâm nè, hoặc là câu lu nha. Đường kính ngọn 2 ly, trọng lượng 137 g. Giá bán là 750. Mã số 15, giá 750k. Sang 16, em gửi đến các một cái cần câu lu nữa nha. Cái cần này của hãng Suzumi, bản China xuất thị trường Nhật. Cần có lực tải mồi là 3 g đến 10 g. Lực tải cái cần này là 4 đến 10 lb ha. Đấy. Cần thì độ mới của nó không cao bằng cây màu trắng. Cây màu trắng rất đẹp rồi. Cái này thì vừa thôi. Vừa thôi các. Nó như ngoại hình em đang quay cho các xem ha. Đấy. Cái này là phôi carbon nha các anh. Carbon bản China xuất Nhật á. Cái phôi này. Đây. Cứng cũng khá là cao đó. Cứng khoảng cho nó ML đi nha các anh. Cái này thì lực tải mồi sẽ là mát 10 g nha. Cái đánh mồi giả giúp em. Mồi hơi, mồi giả, mồi mềm nha. Đường kính ngọn 2.4, trọng lượng là 123 g. Mã 16.
Cái này giá bán là 250, 16 250k. Rồi sang 17 nè, em gửi đến các anh những mẫu cần VIP luôn. Cái này mang trốn vợ đi câu đi các anh nha ha. Cái này thì chiều dài 1m65, thu gọn là 39cm thôi ạ. Đấy, full carbon nha. Có ngọn là ngọn đặc đây. Dàn khuyên nó nè, em mời các anh xem. Dàn khuyên còn ngon lành nha. Bên trên đầu thì nó bám cặn bụi thôi. Đấy. Này cho các anh về mình câu cá nhỏ, câu tráp, câu bè, câu tráp hành nâu gì. Hoặc là mình có thể mang đi câu tôm các anh. Cái độ cứng nó rất là tốt nha, nó ra thẳng lắm các anh. Em mời các anh xem. Đấy, cái ngọn của nó có cảm giác nè ha, độ nảy cao nè. Rồi, cái bát của nó là bát gập các anh ha. Bát gập các anh có thể gắn máy nhỏ. Cái này các anh gắn máy nhỏ được rồi, gắn 1000 là được rồi ha. Hoặc là mình gắn máy ngang cũng được. Đây, em gắn máy ngang cho các anh xem luôn. Đó, có thể gắn được máy ngang luôn ha. Máy đứng máy ngang gì cũng gắn được hết á. Đấy, mình có thể gắn máy ngang mình lắp vào ha. Gắn máy đứng máy ngang đều được. Ok. Cái này là hàng Nhật Bản ha, dài 1m65. Đường kính ngọn là 1.1 ly, trọng lượng 84 g, rất là ngắn, 39 cm. Mã số là 17. Cái này 207 mã 17, 270k nha. Rồi, sang mã 18 đây. Anh nào nhanh tay thì đặt nha, cái này hiếm luôn các anh. Đó, em lâu lâu có về những cây như này. Cái này có túi vải đi kèm, một cây cần lưu máy ngang và cần rút siêu nhỏ gọn đây. Đấy, có thể về câu bè luôn hoặc là câu lưu nha. Một cây có chiều dài là 1m8, đến từ hãng Ryobi, bạn Capotet của Korea xuất Nhật. Lực tải mồi là 7g đến 17g. Nó ghi tại đây ha. Cứng là ML. Có tem vàng. Và nó có sẵn cái đồ mắc lưỡi nè. Người ta mua người ta làm, gắn vào là rất đẹp nha. Dàn khuyên Fuji loại xứ xám hết. Độ mới còn cao luôn các. Đấy, nguyên vẹn hết luôn ha. Sáng đẹp hết các. Này, đấy, nguyên vẹn hết luôn nha. Tay cầm gỗ bằng, bát vặn Fuji Gold. Đấy, các anh có thể mua về mình không câu cũng được. Cái này hiếm nha. Ngọn 1.4, trọng lượng 103g, thu gọn là gần 38cm nha. Gần thôi, chỉ có 37 phẩy mấy thôi nha. Rồi, mã 17, giá bán là 650. 17, cái này 650.000 ha. Đây, những cái này nó đi kèm về nè các anh. Rồi sang mã 18, em gửi đến các anh cần câu ISO khen bé à. Cái đầu tiên là cây 5m4 độ cứng 3, hạng siêu star. Hàng nội địa có tem vàng ha. Cái góc bên ngoài là xoắn ít, xoắn hai da. Đẹp nha các anh, độ mới cũng còn cao rồi. Đấy. Có bát gặp Fuji FS7 đây. Dàn khuyên cần là Fuji hết ạ. Cái này ngọn carbon xoắn nè, độ cứng 2 nên ngọn carbon xoắn ha. À, độ cứng 3 chứ. Các anh có thể về mình hạ làm càng câu tay được đó các anh. Độ cứng 3. Cái này độ mới cao ạ. Độ mới cái này cũng phải hơn 85% nha. Rồi, ngọn cần là 1.2, trọng lượng 318g, mã 18, giá 650, 18, 650.000. Rồi sang 19 ạ. Cần dài 5m4, độ cứng 1. Đây, một cây carbon ha, phôi carbon xoắn. Cái này thì riêng biệt nè, cái bát vặn ha. Bát là bát vặn, bát vặn Fuji màu xám đây. Fuji NBS D20 Japan. Đấy, cái này là của hãng Osaka các anh. Có đi kèm nắp chụp hỗ trợ luồng dây ha. Đây, cái nắp chụp này còn ngon các anh. Màu nó hơi cũ nhưng mà cái dây vẫn còn ha. Dây cứng cáp. Ngoại hình thì bên trên đầu lóng nó có vài điểm nó sức như vậy, nhỏ nhỏ. Khuyên thì khuyên Fuji rồi ha. Cái này thì có ngọn là ngọn đặc ạ.
đậm đặc. Phôi bên trong là carbon xoắn. Còn độ bóng ha các anh ha. Đó. Chung ngoại hình của nó thì nó cũng rơi tầm khoảng 75-80 ha. 75-80%. Có tem vàng đây ha. Đường kính ngọn 0.9 ly, trọng lượng 226 g, mã 19, giá bán là 500. Cái này cho các anh đánh cảm giác là độ cứng 1 ha, 19 500k. Sang 20 ạ. Cần NFT các anh. Đây, ISO NFT. NFT ha. Chiều dài 5m3, độ cứng là 2. Đây là hàng nội địa Nhật luôn, có cái tem tại đây. Ngoại hình thì nó sẽ có mấy cái điểm cái đế là nó bị mòn mòn tí xíu ha. Thì em để giá thấp lại cho mình. Mấy cái này thì nó hơn 1 triệu lần các anh. Thì hiện tại thì nó sẽ có ngoại hình nó đi theo 5 tháng xuống. Thì sẽ để giá tốt cho mình lại nha. Có nắp chụp nè. Có dàn khoen là Fuji loại xíu xích các anh. Em mời các anh xem. Nó sẽ có like khoen nha. Nó like mấy cái khoen ở bên trên các anh. Ở bên trên ngọn ha. Bên dưới thì xíu xích hết ạ. Đây. Ngọn cần là ngọn carbon xoắn. Cái này độ cứng 2 ha. Đây cái ngọn. Cần đa thẳng các anh ha. Đây là hạng NFT. Và cái, những cái phôi bên trong này nó sẽ có mấy cái định vị khoen, định vị lóng này. Và có phần này làm nhám này các anh. Ở bên dưới của nó là làm bóng nè ha. Đây, đầu lóng bóng nè. Chính giữa thân là nhám nè. Xuống bên dưới là nhám nè ha. Lóng thứ hai thì nó sẽ có kèm theo cái màu màu bạc này nữa ha. Đấy. Rồi, bên trên thì nó sẽ làm bóng hết ha. Rồi. Cái cần này thì nó cụ thể thời gian. Ngọn là 1.3, trọng lượng 212 g, mã số 20, giá bán là 790 ạ. 20 giá 790.000. Sang mã 21, cần đến từ thương hiệu Mastic đó này. Đây, Mastic nha. Cái này ngoại hình ở bên ngoài còn đẹp nha, độ bóng cao nè. Đế tay cầm của nó sẽ tròn và nó vuông góc tại đây ha ca, vuông góc tại đây. Cầm vào cái tay nó rất là hay ha. Cảm giác khác ha. Rồi, bát gập Fuji FS6 có tem vàng tại đây, hàng nội địa Nhật và có chiều dài là 5m3, độ cứng 1. Ngoại hình còn bóng đẹp nha. Đó. Độ cứng 1. Đấy, còn bóng đẹp luôn coi. Cái này ra thẳng lắm nha. Và cái độ cứng của nó không giống như những cây mà độ cứng có cái ngọn lắc lắc đâu các anh. Cái này nó ra thẳng á nha. Nó ra thẳng. Đường kính ngọn là 1.4, trọng lượng 238 g, mã 21, giá bán là 550. 21 550.000. Rồi sang 22, em gửi đến các anh một cây VIP đây các anh. Cây Daiwa. Cái này nó có chế độ zoom ạ. Chế độ zoom nha. Có đi kèm túi này, nắp chụp này, nắp chụp rất là xịn luôn. Nắp chụp Fuji ha. Rồi. Cái Daiwa xem. Cái Daiwa VG nha, VGH đây. Kosugi. Này là bạn China xuất thị trường Nhật. Có mã code đây ha. Cái này dài 3m9 và nó zoom là 3m3 đó ca. Có thể câu 3m3 và 3m9 ha. Đây. Bát là bát vặn Fuji in logo Daiwa. Đây là hàng VIP nha. Đây là hàng VIP. Nó có tên, các anh có thể mình gõ cái tên ra đây. Các anh chụp màn hình lại xem giúp em nha. Ở trên mạng nó sẽ có hết. Và cái này nó đi kèm cái công nghệ phôi của Daiwa rồi. Là công nghệ Vitron nha, đây Vitron. Đấy. Các anh cứ dịch chữ Vitron của Daiwa ra là nó sẽ dịch cho mình nha. Ở đây thì cái phần này là cái phần chế độ zoom. Các anh có thể thu lại là và câu 3m3. Thu lại câu 3m3. Rút ra thì câu 3m9 ha. Dàn khoen của nó vẫn còn nguyên trên cần các anh, không bị lỗi lầm nha. Khoen Fuji là xíu xích hết.
Ở phần này thì nó đây, nó hở ra thôi. Em sẽ lấy em sẽ đóng vào và em chích keo thêm ha. Là bởi vì sao? Nó hở ra là bởi vì các anh cứ ra sức, bởi vì cứ ra sức á, thì nó sẽ bung mấy cái khuyên này nó đi lên nha. Mình khi mình thu vào mình nhẹ tay thôi nha. Đó, cái đó thì không có quan trọng cho lắm. Đó. Khuyên phui xích còn nguyên vẹn. Cái này thì có 3 khuyên chạy luôn các anh. Đây, cái đầu còn đẹp nha, đầu còn đẹp. Ở đây thì nó dính dính đất. Rồi, cái ngọn cái này rất rất thẳng và ngọn đặt tháp long phụng và ngọn thuộc gọi là ngọn to và cứng luôn đó các anh. Em mời các anh xem cái ngọn nè. Đấy, nó rất là cứng nha. Và nó được đặt tháp long phụng tại đây, nó rất là mượt. Đây. Phần xoắn là carbon, phần bên trên là phần đặt nha. Đấy. Cần này thì siêu siêu đẹp luôn rồi và tốt luôn rồi các anh. Độ cứng là 3 luôn á ha. Nó ra cực kỳ thẳng luôn. Rất là thẳng. Độ cứng 3 ha. Anh nào thích chơi cần tay trợ máy mà độ cứng cao lấy cây này. Cái này thì một cây lóng ngắn các anh. Một cây cần lóng ngắn, có đi kèm túi vải ha. Rồi, chiều dài thu gọn của nó là 75 cm. Chưa tính nắp chụp ha. Tính nắp chụp thì cho thêm vài sen. Ngọn là 1.2, trọng lượng 160 g. Cần mã 21, giá bán là 1.650. 21 1.650k. Rồi sang mã 23. 23 em gửi đến các anh thêm một cây ISO nữa ha. Cái này là thuộc mẫu lóng dài của Daiwa và phôi carbon xoắn ít. Cái cần Daiwa này dài lắm, 6m3 đựng ha. Độ cứng là 2. Này, carbon whisker. Đấy. Phôi xoắn ít 2 da. Cái này thì bên dưới đế nó đây, vẫn còn rất là nguyên nha các anh. Đấy. Phần bên dưới gốc này nó dạng bầu nè, lên trên là nó hình tròn. Có bát là bát vặn ha. Đấy, cái tem vàng đây, bên dưới nè. Rồi, có nắp chụp Fuji STC ha. Đấy. Dàn khuyên cần là Fuji loại xứ xích hết can. Xứ xích hết ha. Cái đầu nó cũng là xứ xích can. Đầu xứ xích luôn nha. Đấy, cái đầu nó bay màu. Đầu nó bị mắc màu rồi các anh. Cái người dùng họ lấy cái sơn họ bôi vô nè. Cái đen đen mực mực bôi vô ha. Đấy, tất cả dàn khuyên không bị lỗi lầm nha. Rồi, có 4 khuyên chạy bên trên. Và ngọn là ngọn rộng ạ. Độ cứng 2 cho nên ngọn là ngọn rộng luôn. Đấy, phôi bên dưới sẽ là phôi xoắn ít 2 da. Cái phôi gốc, cái phôi phần này là phần lóng thứ 3 nha các anh. Đây. Đây lóng thứ 3. Rồi đóng lóng thứ 4 nè. Đấy. Xoắn ít hết ha. Rồi lóng thứ 5 nè. Và lóng gốc là lóng thứ 6 ha. Đường kính ngọn là 1.1 ly, trọng lượng 310 g. Mã số 23, giá bán là 1.750.000 ạ. 23 1750. Và anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghi ở góc màn hình các anh ha. Số điện thoại là 0 3 5 6 7 7 6 6 9 2. Tiếp theo em gửi đến các anh những mẫu cần câu đơn ngâm lăng xê nha. Cái này là cây cần carbon có khuyên lớn, cần câu rút, chiều dài 3m6 của hãng Crossover ha. Có bát là bát hạng, bát vặn, khuyên cũng là khuyên hạng luôn ạ. Cần này các anh về câu đơn ngâm lăng xê giúp em. Ngoại hình ở đây nó mắc màu. Cái này có 3 khuyên chạy luôn ha. Đấy, ngọn carbon ha các anh. Ngọn của nó thì nó là màu trắng, bên dưới thì sẽ là màu bạc. Đấy. Cái này có tổng cộng là 4 lóng và độ cứng cao. Cái này độ cứng của cần ISO là 30 các anh. ISO khuyên bế độ cứng 30. Độ cứng cao nha cái này. Đánh lăng xê thì thoải mái luôn. Đường kính ngọn là 2.1 ly, trọng lượng 325 g. Mã số 24, giá là 580. Cần carbon 24 580k. Sang mã 25, em gửi đến cái một cây độ cứng cao nữa.
NFT 5m3 độ cứng 5. NFT Power Loop. Cái này hàng nội địa Nhật nha, tem vàng tại đây. Có bát vặn Fuji FPS 26. Bát đẹp luôn ha. Ngoại hình cũng khá là cao các anh. Đấy, NFT. Gian khuyên cần là Fuji loại xứ xám hết. Cái này độ cứng là 5 nha, các anh có thể thoải mái mình ném xa được. Và khuyên lớn mà, khuyên Fuji. Đấy. 5m3 ha các anh ha. Đó, độ mới cũng khá là cao á. Cái này độ mới cũng tầm 85 độ lên nha các anh. Đường kính ngọn 1.9 ly, trọng lượng 470g, mã 25, 1.450. Mã 25 cái này chỉ 1.450k thôi các anh ha. Rồi sang mã 26, em gửi đến các anh cặn con súp lợ các anh. Súp lợ ha. Đây, súp lợ. Nó thuộc dòng ISO khen lớn nhưng mà nó độ cứng theo cần câu súp, cần câu lục. Có 4 lóng ha. Chiều dài 4m2, độ cứng 25 cho cây này. Cái này độ mới cao luôn ạ. Đây, hàng Nhật nè. Có bát Fuji. Đấy. Dàn khen Fuji hết. Đấy, độ mới rất là cao ạ. Cái này rất đẹp các anh. Rất đẹp ha. Độ cứng là 25. Các anh về mình có thể đánh bạc bãi biển, câu lục, câu ngâm lăng xê đánh ba tiêu nha. Đường kính ngọn là 2.2, trọng lượng 312g, mã 26, giá bán là 750. 26 750.000. Sang 27. Cũng là một cây súp lợ các anh. Cái này thì ngoại hình bên dưới nó có sơ xước một phần. Đấy. Của hãng Suzumi, bản Korea xuất Nhật. Có tem vàng tại đây. Chiều dài cần là 3m9 ạ. 3m9 ha. Cái này cứng cũng khoảng 25 luôn các anh. Có bát Fuji FS7 nè. Vẫn còn đẹp nha. Đây nó dính cái nhám gì đó. Kệ nó. Keo nó vẫn còn tốt nha các anh. Dàn khuyên cần là dàn khuyên Fuji loại xứ xám. Ở đây cái khuyên này bị lỗi rồi, em sẽ thay cho mình nha. Em sẽ kiểm tra và thay đầy đủ cho mình lại. Hai khuyên chạy. Đấy, cái ngọn nè, ngọn của Suzumi trắng xanh nè, em mời các xem. Đấy. Màu nó màu zin luôn ha, màu zin nguyên bản của cần. Đấy. Bên trong nó đẹp nha, bên trong nó đẹp hơn góc ngoài. Góc ngoài nó che đậy lại, nó bị xước nữa. Bên trong rất là đẹp. Rồi ạ. Đường kính ngọn là 2.5, trọng lượng 386g, mã 27, giá bán là 550. 27 ha, 550k. Sang 28. Đây một cây cần lục phíp các anh, Daiwa lục phíp ha. Súp swing, chiều dài 39, cứng 30, bản Hàn Quốc. Korea xuất Nhật. Có tem tại đây. Có bát gặp Fuji FS7 luôn ha. Đấy, bát Nhật luôn ạ. Dàn khuyên cần là Fuji loại xứ xám hết, còn nguyên vẹn luôn. Và khuyên đều là khuyên to hết các anh ha. Tất cả khuyên to hết cho mình nè. Đây. Hai khuyên chạy. Đây, em mời các anh xem. Ngọn rất là dài luôn ha. Anh nào chơi lục phíp thì lấy cây này. Cây này 39 cứng 30. Về mình đánh lăng xê rất là ngon luôn ha. Đường kính ngọn là 2.7, trọng lượng 442g, mã 28, cái này 350, 28 giá bán 350k. Sang mã 29 ạ, gửi đến các anh một cây cần carbon 4m2, cây này thì nó có in Nhật không biết mấy nghìn này ha, các anh ở đây nó mắc một số rồi, đấy, bản China xuất thị trường Nhật. Có bát Fuji, khuyên Fuji, em mời các xem. Đó, bát giống nhau hết ha, nó giống như những cây kia luôn. Đấy. Cây này của hãng New Forest và dài là 4m2. Khuyên bát Fuji.
Có tổng cộng là 5 lóng coi. Đấy, cây này thì em sẽ đẩy vào sâu nè. Em phải sẽ đẩy vào sâu và chích thêm keo AB giúp mình. Nó giống như cái cây ban đầu em nói á, cây ISO á, là cái khi mà cánh thu càng cánh đừng ra sức, mình đẩy mạnh vào ha, mình nhẹ nhàng mà đưa vào thôi, không thôi cái khoen nó dần dần nó bay ra ha. Cái cần này cứng khoảng 20 đến 25. Đấy, cái nếu mà cái mang đi câu lục thì mình câu bồng bềnh thôi ha, còn lại thì mình cứ câu bình thường, sông hồ đầy đủ. Cái này đường kính ngọn là 2.5, trọng lượng 533 g, mã 29, giá là 680k. Rồi sang 30, gửi đến canh một cây cần quýt ạ. Mấy cây này canh đánh bạc bại bị ngon nè, dài 4m5, cứng 25. Bạn chi na xúc nhọn cho cây này. Hàng carbon luôn các anh ạ. Nè, có bát Fuji. Keo chỉ còn tốt và dàn khen Fuji hết. Cần này thì tất cả còn ok nha. Lóng thứ hai thì nó có vài điểm xước, nó chống cần. Đấy. Mặt trên không có nữa ha, mặt dưới nó có một ít. 4m2 cứng 25. Này lóng thứ ba ở trên thì không có nữa ha. Ở đây một ít thôi. Nói chung càng ngon rồi, quẹn rồi. Đầu rất là đẹp. Đấy. Rồi mình câu ngâm lăng xê hoặc là mình câu bạc bãi biển nha. Đường kính ngọn là 2.5, trọng lượng 485 g, mã 30, giá 750. 30 cái này 750k. Sang 31 ạ. Em gửi đến các một cây NGK, đây là nội địa Nhật Bản nha. Đây, NGK carbon rod. Chiều dài 4m5, độ cứng ghi là 25 luôn và cũng có tổng cộng là 5 lóng nha. Có bát Fuji FS7. Ở đây họ lấy băng keo họ dán lại, em xé ra rồi, nó còn như vậy. Còn rất là nguyên nha. Chàng khuyên cần là Fuji loại xứ xám hết ạ. Đấy, cũng là 4m5 các anh. Em lên những cây này á, cho anh nào muốn đi đánh bạc bại thì mình đánh nha. 4m5 nó dài, mình câu mình ném xa hơn. Xa tuyệt vời luôn mấy cây này. Và cái bát thì các anh cứ giữ nguyên, không cần hạ ha. Ở ngoài biển thì mình cắm xuống dưới đất á, mình không cần hạ bát. Đường kính ngọn 2.3, trọng lượng 478 g, mã số 31, giá bán là 1.150.000. 31, 1.150.000. Rồi sang 32, mã cuối cùng. Cây này cây rẻ luôn. Đây, Super Cellulite dài 4m5 của hãng West Now. Cây này có tem vàng luôn đây. Khoen bát Fuji hết can ha. Đấy, cây này độ mới cao nè, cần rẻ nữa. Cây này rất đẹp. Khoen bát Fuji hết. Quá sáng luôn rồi. Đây, cái đầu rất đẹp ca. Ngọn quá, ngọn còn đẹp luôn ha. Nói chung cái này độ mới rất là cao. Cái này thì em sẽ cho nó cái độ mới là đôi tầm 90 đến 95% nha. Đây mình soi rõ mấy cái điểm mà nó xước nhẹ nhẹ thôi. Đấy, tất cả còn lại là rất là đẹp nha. Đường kính ngọn là 2 ly, trọng lượng là 487 g, độ cứng là 25 ha. Cái này em bán 690. Và cái tem trắng bên này ở dưới á, là cái anh tránh điện ha. Cái này giật á ha. Đây là hàng carbon. Mã số 32, giá 690.000. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em. Các anh ủng hộ giúp em được like, được chia sẻ ha. Nhớ bấm thông báo hoặc là đăng ký để đón những video mới của em. Và em chúc các anh đi câu may mắn. Các anh cần đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại có ghi trên màn hình. Số điện thoại là 0356776692 ạ.